Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 286. Những đức nói với chúng trong chùa rằng năm mới đã qua, bây giờ chúng ta phải có một kế hoạch mới của năm nay. Năm nay chúng ta phải càng gầy dựng tín nguyện hơn năm qua. Chúng ta phải siêng niệm Phật hơn năm qua. Và chúng ta phải ít buồn phiền hơn năm qua. Chúng ta không dặn người khác để trong tâm hơn năm qua. Tâm lượng chúng ta phải mở rộng hơn năm qua. Tâm bố thí cúng dường của chúng ta, từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, càng làm dữ hơn năm qua. Và tâm cầu sanh cực lạc của chúng ta càng cực kỳ mạnh mẽ hơn năm qua. Vì năm mới đã qua, chúng ta phải có một cái gì đặc biệt hơn năm qua chứ quý vị. Đúng không? Đó. Năm cũ đã qua, bây giờ mình phải tư tưởng đặc biệt hơn năm qua. Mà những cái tư tưởng, kế hoạch chúng ta đặc biệt toàn là thầy thí, pháp thí, vô ý thí. Chân thật mà cố gắng làm. Cũng như năm nay, trong bếp núc những đức bố trí sắp xếp lại. Cả ngày nay những đức nấu ăn, sáng nấu ăn, sắp xếp đồ ăn thức uống, nấu gọn ghẻ lại. Chỉ ba món đồ ăn là xong. Không có bài vẽ tùm lum. Nấu canh, kho, xào. Mỗi một con người bây giờ người ta đang khó khăn, khốn khổ. Chúng ta có ăn, có ở ổn là được rồi. Dư tiền ra, từ tài thí, pháp thí, vô ý thí, chân thật làm cho chúng sanh. Nếu như mình có tâm như vậy, nhiều người dù là thiếu thốn khó khăn, riêng bản thân mình không bao giờ thiếu thốn khó khăn. Còn nếu như mình hưởng phước nhiều quá, một ngày nào hết phước mình khổ te tua. Năm nay ban công quả trong chùa, năm ngoái thì niệm 5.000 câu Phật hiệu, dù làm việc cả ngày bấm 5.000 câu. Năm nay nhà đức tăng thêm 1.000 nữa là 6.000 câu. Chậm mà chắc không? Mỗi năm cứ tăng thêm 1.000. 20 năm sau thì tăng 20.000. Thì bấm càng ngày càng quen quý vị. Bấm càng ngày càng quen, niệm càng ngày càng quen thì nhanh lên. 20 năm sau thì niệm Phật vô cùng lão liền. Đi rất chậm mà chắc, mà phải gây dựng. Chỗ này cực kỳ quan trọng.
nên một chiếc máy nghe pháp gì thôi. Quý vị biết rằng trong một năm nay chùa mình ra không biết bao nhiêu cái máy nghe pháp mà nói. Một chiếc máy nghe pháp như vậy mà có thể giúp cho thăng bằng quyến thuộc mình, giúp cho nhiều người khi gặp sự cố gì trong cuộc đời hay là không nghe Phật pháp được mà cầm chiếc máy này nghe mà được lợi ích rất là lớn. Quý vị nên chăng thật phát động chương trình đặt máy nghe pháp rải khắp nơi nơi, từ đặt giùm, ai không có điều kiện thì tặng tu pháp viên. Trong đây hơn 1.000 buổi chăng thật khuyên người ta, hướng dẫn người ta, từ thân bằng quyến thuộc của mình, những chúng sanh hữu duyên quý vị tặng cho người ta. Chăng thật làm đi quý vị, là cực kỳ lớn luôn. Như một chiếc máy niệm Phật như vậy đấy, đeo cổ thôi, đi đứng nằm ngồi chăng thật nghe có Phật hiệu. Có người hỏi Như Đức một câu rằng mỗi ngày con trì chú đại bi và con niệm Phật, con xin hỏi thầy phương pháp nào tiện lợi hơn. Rồi con hỏi thêm một câu nữa là con muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc và cũng trì chú đại bi, như vậy con xin hỏi thầy niệm Phật hay trì chú đại bi? Nếu nói tiện lợi thì niệm Phật là tiện lợi nhất. Chư tổ sư có một câu nói rằng tụng kinh không bằng trì chú không bằng niệm Phật. Niệm Phật là tiện lợi nhất. Có người hỏi Như Đức rằng như vậy thì cầu an, cầu tai qua nạn khỏi, niệm Phật có được hay không thầy? Thế vị nghĩ được không? Chắc chắn là được chứ. Chùa chúng ta quanh năm chỉ có một câu Phật hiệu chăng thật niệm. Chùa chúng ta quanh năm thịnh vượng tốt đẹp, bình an, vui vẻ. Còn nếu nói rằng niệm Phật và trì chú đại bi, như vậy thì phương pháp nào phù hợp cái việc cầu sanh cực lạc? Như vậy thì một câu Phật hiệu này quá phù hợp với bổn nguyện Di Đà. Nguyện thứ 18, Đức Phật A Di Đà nêu lên rằng chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài, chí tâm tin ưa, nhớ niệm, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm tới 10 niệm, Ngài tiếp dẫn giảng sanh. Một câu Phật hiệu này chăng thật gầy dựng tính nguyện mà niệm thì lợi ích cực kỳ lớn. Niệm một câu Nam Mô với Đà Phật cũng được, mà ai với Đà Phật cũng được. Chỉ cần bạn tính nguyện kiên cố thì niệm Phật chắc chắn Phật rước bạn. Nhớ kỹ, một câu Phật hiệu này nên chăng thật mà niệm, cố gắng niệm. Ngày nào chúng ta cũng gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Hôm nay Như Đức nói câu năm cũ đã qua, năm mới rồi, bây giờ mọi việc chúng ta phải gầy dựng mới mẻ. Không phải là năm mới đã qua mà là năm cũ đã qua mới đúng. Năm cũ đã qua, năm nay là năm mới rồi, nên chúng ta bây giờ phải gầy dựng cái mới đặc biệt. Năm nay chúng ta càng niệm Phật nhiều, càng gầy dựng tín nguyện niệm Phật, ít bao giờ buồn phiền ai để trong tâm. Tâm lượng càng mở rộng ra, tu tài thí pháp thí vô ý thí, càng chân thật cố gắng làm, chân thật nỗ lực, hết lòng tu tạo phước duyên. Quý vị biết một câu Phật hiệu này thôi, những đức chân thật đem đi chia sẻ, sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Rõ ràng là sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Trong cái dịp Tết quý vị biết rằng đoàn nào ghé gặp Như Đức cũng biết hết. Có những người Như Đức chạy xe vòng vòng, họ đi gặp Như Đức nói thầy, ôi thầy ơi, trên TikTok con coi thầy suốt luôn thầy, thầy thầy giảng vui quá, hay quá. Biết coi, một câu Phật hiệu thôi mà thù thắng như vậy, một câu Phật hiệu thôi mà lợi ích như vậy. Nếu chân thật đem một câu Phật hiệu này để áp dụng thì quá lợi ích rồi quý vị. Lợi ích quá lớn à.
Nếu như người chưa có tín nguyện kiên cố thì quý vị trì thêm chú đại bi hay thêm cái gì kể vậy? Còn nếu nói một câu Phật hiệu này, niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì quá đủ. Một câu Phật hiệu này để cầu an cầu siêu thì quá đặc biệt tuyệt vời luôn. Còn quý vị muốn trì gì thêm chú đại bi hay là thêm cái gì nữa không có sai. Nhưng mà quý vị thêm thì tỷ vị. Bây giờ như Đức hỏi quý vị giác một câu ai với đạo Phật cũng thành tựu rồi. Bị giác thêm nữa thì bị nặng. Thì vậy thôi. Nên mười mấy năm có những đức, từ một người đi vào trong chùa không có gì cả, không ai biết đến, một câu Phật hiệu vang danh thiên hạ, một câu Phật hiệu hướng dẫn ta tu, một câu Phật hiệu làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, một câu Phật hiệu đặc biệt như vậy, tại sao chúng ta không suy niệm? Còn nghĩ ngợi còn thêm cái gì nữa? Không cần thêm gì hết. Đừng nghĩ ngợi gì lu bu. Hãy chân thật niệm Phật đi. Một câu Phật hiệu này nếu bạn chân thật niệm thì lợi ích cực kỳ lớn. Một cái quạt như vậy thôi, những đứa cũng phô diễn tịnh độ. Một cái quạt thôi, sự lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ một cái quạt. Người ta cầm một cái quạt, người ta cũng nhìn được những dòng chữ để hướng dẫn người ta từ hiếu thảo cha mẹ này. Một cái quạt nhìn một cái cũng phi niệm Phật. Những đứa không có gì, chỉ có một câu Phật hiệu làm nên sự nghiệp cuộc đời, ý nghĩa vô cùng, lợi ích lớn vô cùng. Nên toàn tâm toàn ý để đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Nói mà máy nghe Pháp gì phổ biến biết bao nhiêu mà nói. Vì coi như chiếc máy V52 này quá trời phổ biến nhiều luôn, nhiều lắm. Còn máy này, cái máy mới sau này âm thanh rất hay, đang thị trường đang tiếp nhận rất chạy. Quý vị nhớ chân thật, tài thí pháp thí vô ý thí mà làm không bao giờ thiếu thốn. Tài thí thì giàu sang, pháp thí thì thông minh trí tuệ, vô ý thí là ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Bạn gieo nhân thì bạn gặt quả thôi. Bạn chân thật gieo nhân thì bạn gặt quả thôi. Năm nay những đức có những chương trình, thí dụ như lễ tri ân cho gia đình, dẫn ông bà cha mẹ đến được dự chung. Đơn giản, bình dị, không có gì cao xa, không gửi chân gửi cẳng gì hết. Chỉ nói lên cái lễ biết ơn, đền ơn này như thế nào, giữa con người đến với con người như thế nào, được ngồi chung với nhau. Xong ông bà cha mẹ con cháu chụp hình với nhau lưu niệm. Một cái lễ mà xích gần có người ta lợi, xích gần có người ta lợi, quá đặc biệt. Một câu Phật hiệu dùng đa dạng phương tiện, nhiều cách để độ sanh. Nói mà những đứa nói một chiếc máy nghe Pháp này thôi nè, sức công phá độ sanh cực kỳ rộng luôn. Mạng Internet những đứa cũng phát triển mạnh. Máy nghe Pháp, máy niệm Phật những đứa cũng phát triển mạnh. Phương pháp bấm số niệm Phật rải khắp nơi nơi, lợi ích lớn vô cùng. Tại chùa áp dụng lợi ích cực kỳ lớn. Nên làm việc gì bạn biểu cỡ nào chứ cần siêng niệm Phật là hay. Thì thấy rõ ràng những đứa còn chia sẻ Phật Pháp. Bây giờ những đứa còn nấu ăn được, còn sắp xếp luôn nhà bếp lại. Thời gian như Đức sắp xếp nhà bếp, thời gian làm rất khỏe. Nhưng Đức nghĩ, tại sao nhà nước người ta làm việc hành chính? Là tại vì người ta chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Thời gian làm mà nếu mà quá dài, quá nhiều sẽ không đảm bảo được sức khỏe làm việc cho con người và không chất lượng. Nên cái gì mà làm mà quá đáng thì không chất lượng. Còn làm mà theo quy tắc thời gian thì bị làm rất giỏi, đảm bảo sức khỏe cho người ta làm việc. Làm việc được có thời gian nghỉ ngơi để dưỡng tâm. Còn giờ làm việc mà bây giờ làm bù đầu bù cổ, không có thời gian dưỡng tâm. Vậy thì trong đạo đâu phải nói là làm việc là tu hành. Làm việc có thời gian dưỡng tâm, con người tâm trạng thoải mái,
thì tự nhiên làm việc càng tốt. Tí làm ít mà thành quả nhiều, còn hơn làm nhiều mà thành quả không bao nhiêu. Nên mỗi một con người chúng ta phải siêng năng niệm Phật, nghĩ rất nhiều thiện pháp lợi ích cho mọi người, nghĩ những việc lợi ích cho mọi người, đó là duyên phước thù thắng nhất. Niệm niệm nghĩ những lợi ích cho chúng sanh, đây là duyên phước thù thắng nhất. Nên hồi chưa có cô đó đến gặp những đức hỏi, cũng nghe pháp nhưng mà cũng chưa đi sâu, hỏi một câu. Con xin hỏi thầy một câu Phật hiện này con chán thật, con niệm con trì thêm chú Đại Bi một đêm mười mấy biết nữa, vậy bây giờ con không trì chú Đại Bi mà con chuyên niệm Phật không được hay không? Những đức nói được. Vậy con trì chú Đại Bi có sai không? Không. Trì chú Đại Bi sao sai? Kinh điển của Phật dạy sao sai? Tốt. Nhưng mà cô thấy rằng nếu hỏi ra tiền thì một câu Phật hiệu này quá đầy đủ. Còn nếu cái duyên ai trì thêm chú Đại Bi đó là chuyện của người ta, không có sai. Những đứa hỏi gì cô trì chú Đại Bi để làm gì? Họ là con trì chú Đại Bi để cầu tai qua nạn khỏi. Vậy thì cô cứ trì chú Đại Bi, vì cô cần cầu tai qua nạn khỏi, cô cứ trì đi, mình không đụng tới chuyện của người ta. Nếu như quý vị là người chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc thì nghe câu này tự mà hiểu. Đa phần con người ta trì chú Đại Bi cầu tai qua nạn khỏi thì đó là người sơ tu, người ta cần như vậy. Mình nói với người ta câu như thế nào? Được, quý vị cứ trì chú Đại Bi đi. Khi mình kêu họ niệm Phật, họ sẽ nghĩ niệm Phật thì tội nghiệp cho họ. Họ đã như vậy được, chúng ta kêu họ trì chú Đại Bi đi. Trì đến một ngày nào duyên đến, tự Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho họ, niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật duyên nhất. Đừng bao giờ đụng tới chuyện của người ta. Còn nếu như người ta hỏi mình bây giờ niệm Phật cầu sanh cực lạc có cần thêm chú thêm trì thêm chú Đại Bi hay không, thì chúng ta nói một câu Phật hiệu quá đủ, tùy họ. Ghi bản thân mình làm, mình nói rõ ràng, ghi bản thân tôi làm như vậy. Chư Phật Bồ Tát muốn cho chúng ta giác nhẹ, chứ không muốn chúng ta giác nặng bao giờ. Nhớ kỹ, muốn chúng ta giác nhẹ chứ không phải muốn chúng ta giác nặng. Còn nếu hỏi quý vị trì chú Đại Bi tới làm gì, hoặc là cầu tai qua nạn khỏi chúng ta, à vậy thì cứ trì chú Đại Bi, đó là cầu tai qua nạn khỏi mà. Còn những người thật sự hiểu Phật pháp, niệm Phật cầu sanh cực lạc, nguyên lý này quý vị tự hiểu thì tự quý vị điều chỉnh. Nếu như quý vị niệm Phật bao nhiêu năm nay mà vẫn mang một cái tâm như vậy, vậy quý vị có khác gì cái người ta mới tu đâu. Đã nói là năm mới chúng ta phải càng tăng tiến tín nguyện niệm Phật. Có người này gặp như đứa hỏi một câu rằng: thầy ơi, con lúc trước niệm Phật cũng đắc lực lắm, sau này con nghe nhiều người nói tự nhiên con bị dao động cái tín nguyện niệm Phật, xong con tìm sách này sách kia con đọc, con càng đọc con lại mắc phương hướng thầy. Bây giờ con xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Chứ đức nói quay đầu chăng thật một câu Phật hiệu như ngày xưa mà niệm. Những đức 16 năm nay chỉ có một câu Phật hiệu mà niệm, mà vang danh thiên hạ, làm nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời, càng niệm càng an tâm, càng niệm càng vui. Hãy chăng thật đầy đủ tín nguyện mà niệm Phật, mỗi ngày nghe hai bài giảng, một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc để gây dựng. Còn những bài pháp kia thì quý vị cứ nghe vui vẻ an lạc vô cùng. Vì thấy không, một câu Phật hiệu mà bị dao động, cuối cùng đi tìm sách đọc tùm lum, cuối cùng thì không được lợi ích. Nếu như cứ gây dựng một câu Phật hiệu chăng thật mà niệm thì sự lợi ích lớn vô cùng, lợi ích rất lớn. Giờ này những đức đang chia sẻ Phật pháp ở đây, thì ở bên chánh điện bên những đức cũng đang chia sẻ Phật pháp bên. Vì thấy một câu Phật hiệu này mà phân thân như vậy không? Giờ này hiện tại không biết bao nhiêu người đang nghe những đức giảng pháp, từ cầm máy nghe pháp, cầm máy nghe pháp đang nghe. Bữa mừng thọ tặng mấy ngàn chiếc máy nghe pháp vẫn không đủ. Mấy ngàn chiếc máy nghe pháp, chương trình kiếm thị tặng gần 8.000 chiếc máy nghe pháp này. Vì coi chương trình nhà nước tặng máy nghe pháp nhiều cỡ nào chưa?
Nên Đức làm như Đức khuyến vị chân thật làm. Đây là chân thật làm luôn. Bây giờ đang rặt 5.000 chiếc máy niệm Phật, 50.000 chứ 50.000 chiếc máy niệm Phật tặng lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm. Gần 3.000 bộ tượng Phật để tặng ngay ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên tất cả những trưởng đoàn, ai dẫn người đi lại Quan Âm, hỏi ai là người thỉnh tượng Phật, chỉ họ. Qua ngay ngôi chùa mới, sau lưng chánh điện có một căn nhà ở dưới để tượng Phật. Lúc trước là thường, trước đó là cái chỗ phát triển máy nghe pháp, máy niệm Phật. Chứ bị đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật. Nhưng lần lễ viếng Quan Âm này chuyển vị trí qua chỗ khác. Nguyên vị trí phía sau đó để hình, để lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đợt này không có để hình ngay chăng ngang chánh điện, mà để hình tuốt ở phía của bức tường. Hai tấm hình. Cho người tuốt phía sau lại dài ra cái phía hướng Tây đó luôn. Nguyên cái giường cây sala sau lưng chánh điện là vị trí tu tập luôn, vì năm nay sẽ rất đông. Thường nghĩ thiện pháp, thường nghĩ lợi ích cho chúng sanh. Chỉ một câu Phật hiệu mà chân thật niệm thì thường nghĩ thiện pháp. Hiện tại giờ này ta Nhật Đức đang chia sẻ Phật pháp ở đây, thì bao nhiêu người cũng đang nghe Nhật Đức đang giảng pháp, bao nhiêu bài pháp đang nghe. Rồi giờ này chánh điện cũng đang giảng pháp để chuẩn bị vô từ khóa tu. 3-4 điểm đậu tràng Đức đều bố trí như vậy. Phòng hộ niệm mới vô như Đức cho niệm Phật, chậm chậm như Đức niệm, họ niệm theo. Có hình ảnh như Đức nên người ta thích tu theo. Xong như Đức nói chuyện một chút, xong rồi vô điệu hộ niệm. Đoạn nào như Đức xá các cụ xá theo, đoạn nào như Đức xá các cụ xá theo. Vì các cụ già ngồi trên ghế như vậy, như Đức cho thờ khóa một thờ tu một tiếng, tập cho thành quen. Đến khi cuối cuộc đời hộ niệm bật lên là hộ niệm được. Quen rồi quý vị, tập thành quen rồi. Gầy dựng như vậy mà họ không niệm Phật giáng sanh, đó là chuyện của họ chứ. Còn chuyện của bản thân chúng ta đã làm tặng đáy lòng mình rồi, xong rồi. Chân thật nhiệt tình mà làm. Một câu Phật hiệu này thôi vô cùng thù thắng. Bạn không niệm, bạn niệm cái gì? Một câu Phật hiệu này thôi, bạn chân thật niệm, cầu an cầu siêu đầy đủ hết. Cầu an là chính tâm bạn an, cầu siêu là chính bạn. Không buồn giận người để trong tâm thì là an, là siêu. Nếu như tính nguyện có Phật hiệu này thì bạn sẽ hiểu ra rất nhiều thứ. Nên Đức nói với các điểm chùa, muốn chuyên nhất niệm Phật, muốn tu tập có kết quả, thì một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm, đừng bao giờ thêm cái gì nữa hết. Đừng bao giờ đem sách vở đọc thêm nữa. Hãy chân thật, lão thật một câu Phật hiệu niệm đi. Lão thật, già dặn, chân thật một câu Phật hiệu, nhiệt tình mà niệm. Nên khi đại sư Liên Trì là tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài sắp sửa mắt, đệ tử nói rằng thầy nên để lại một lời khó chúc. Ngài để lại 4 chữ: chân thành niệm Phật. Niệm Phật đi. Chân thành niệm Phật là đệ tử của ta. Chân thật mà niệm Phật đi quý vị. Một câu Phật hiệu này nếu mà tính nguyện kiên cố thì quý vị chân thật niệm là không tưởng tượng được. Niệm Phật đi. Đó là điều mà ngày nào những Đức cũng nhắc nhở quý vị. Nếu ai mà có lòng tin kiên cố, làm chân thật sẽ được lợi ích lớn vô cùng. Phiền não gì cũng tiêu, nghiệp chướng gì cũng tiêu, duyên phước đều tăng, trí tuệ phát sinh. Trường hợp sự cố gì cũng niệm Phật. Niệm giết rồi, tất cả những sự phiền phức, phiền não đều tự trôi qua hết. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm, nhớ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.